Well, this is I've got two more sessions with you. À, tôi còn 2 tiếng nữa với quý ông bạn chị em. And we've been teaching now for this is day number four. Và ngày Wow. hôm nay là ngày thứ tư của chúng ta. Thank you for allowing us to come and do this. Cảm ơn anh chị em rất nhiều cho chúng tôi có cơ hội đến để chia sẻ giảng dạy anh chị em lời của Chúa. Teaching and preaching the word of God is probably my most favorite thing to do. Giảng dạy lời của Chúa là một những điều yêu thích nhất mà tôi yêu thích làm. And it always helps to have people to preach Và to. đặc biệt là có người mình nói có người nghe nữa là rất là yêu thích, chứ còn mình nói mà chỉ có máy camera nghe thôi thì cũng không có yêu thích lắm. Otherwise, it's just Liz, and she says, I've heard this before. Còn nếu không thì nếu không có người nghe thì chỉ có tôi giảng vợ tôi nghe rồi vợ tôi giảng tôi nghe thôi, ví dụ như vậy. So I think this last message is going to take two sessions to get through. Thì thật ra tôi nghĩ rằng là trong cái tiết vừa rồi đó thì cần có 2 tiết nữa để nói cho xong cái phần của tôi. But it's going to be a message about hope, faith, and glory. Nhưng mà đồng thời cái sứ điệp đó là cũng là một sứ điệp nói về hy vọng, đức tin và vinh quang của Chúa. So we're going to talk about using our faith to get our needs met. Và chúng ta cũng sẽ bàn đến cái việc là chúng ta cần phải dùng đức tin chúng ta để nhu cầu chúng ta được đáp ứng. How many of you know what it means to do that? Anh chị em có bao nhiêu người trong anh chị em hiểu được rằng là mình cần phải có đức tin để thấy nhu cầu của mình được đáp ứng? Anh chị em hiểu được điều đó không? Giơ tay lên. You used your faith to get healing in your body. Ví dụ như anh chị em cần có đức tin để rồi anh chị em nhận lấy sự chữa lành trên thân thể của anh chị em, tôi cũng cần phải có đức tin. And that's awesome. Và đó là điều rất là tuyệt vời. And then maybe you used your faith for a financial need. Và anh chị em cũng cần vận dụng đức tin để thấy nhu cầu tài chính của anh chị em được đáp ứng nữa, nó cũng cần phải có đức tin nữa. It's a faith adventure to stand on the promise of God and step out of trouble into victory. Có nghĩa là có đức tin để đứng vững dựa trên lời hứa của Chúa dành cho đời sống của mình và bước ra khỏi những cái rắc rối, những cái nan đề trong sự đắc thắng của Chúa. Now, as good as those things are, I believe that God has revealed in His Word that He has something even better for us. Và cho dù những điều đó là rất tốt như vậy, mà tôi tin rằng Chúa bày tỏ trong lời của Chúa chúng ta biết là có những điều thậm chí còn tốt hơn thế nữa. It's a life so powerful it exceeds anything that you could ask or think. Đó là đời sống chúng ta đầy dẫy quyền năng của Chúa và chúng ta có thể nhận được vượt trội hơn những gì chúng ta cầu xin và suy tưởng nữa. A life so full of light that darkness runs from your presence. Có nghĩa là đời sống đầy dẫy ánh sáng của Chúa đến nỗi bóng tối phải chạy xa anh chị em khi mà anh chị em xuất hiện ở tại đâu đó. Now, in some church circles, people don't want you to be talking like that. Trong một số hội thánh thì người ta không có muốn anh chị em giảng dạy về điều đó. As far as they're concerned, life on earth is miserable. Bởi vì họ giảng dạy là ồ cuộc đời trên đất này là đời là bể khổ mà. And they think that's the way it's supposed to be. Là quá đời là hết khổ đó, có nghĩa là cuộc đời mình là khổ lắm, nên nếu mình nói giảng mà phước sướng là không chịu. They don't think that we should ever expect anything good in this world. Và họ nghĩ rằng là trên cái cõi đời này không có điều gì tốt đẹp mà Chúa có thể ban cho mình cả, nên là cái đời là bể khổ đó, vậy là Only when you get to heaven will it be good. chỉ có là thiên đàng nó mới là sướng thôi, chứ còn trên đất này bao lâu còn sống trên đất này là còn khổ dài dài. Now, I know there's nobody like that in this room. Tôi biết là trong phòng này không có ai sống kiểu đó, không ai tin thật sự tin kiểu đó cả. But maybe you know somebody like that. Nhưng mà có thể anh chị em biết một đó ai đó, anh chị em quen một ai đó họ tin theo cái kiểu là đời là bể khổ. These are the same people who try to keep others from getting their hopes up. Và đây là những cái người mà có khuynh hướng làm nản lòng chiến sĩ, cứ ai có hy vọng gì nơi Chúa là ôi có thấy vậy chứ không phải vậy đâu, không được vậy đâu. Oh, don't get your hopes up. Ồ đừng có hy vọng quá nó thất vọng đó nha. You know, in case nothing happens. Mình hy vọng cho đã đời, cuối cùng không có chuyện gì xảy ra là thất vọng nữa, đừng có hy vọng. Because you never know what God's going to Bởi do. vì anh không thể nào biết được Chúa sẽ làm cái gì đâu, thế đừng có hy vọng quá. See, people like that need to read their Bible. Mấy người mà có cái niềm tin kiểu đó cần phải đọc lại Kinh Thánh đi. Because the Bible tells us what God will do. Bởi vì Kinh Thánh cho mình biết những gì Chúa Ngài muốn làm, Ngài sẽ làm. And so my intention today is to get your hopes up. Thành ra cái ý định của tôi ngày hôm nay thông qua bài giảng này, tôi muốn anh chị là những người đầy dẫy hy vọng. Now it's important for you to understand that when I say hope, Đây là một điều quan trọng anh chị cần phải lưu ý, khi mà tôi nói hy vọng I'm not talking about what the world calls hope. tôi không có nói theo cái kiểu đời này, thế gian này, cái kiểu hy vọng của thế gian này nó khác với hy vọng của Kinh Thánh.
The world does not know what hope is. Bởi vì thế gian này thật ra nó họ không có biết hy vọng thật sự là cái gì. I wish it were so. Họ nói là tôi ước gì, tôi mong sao được như vậy, hay là mong sao sau cơn mưa trời lại nắng, ví dụ vậy đó, kiểu là hy vọng theo cái kiểu là chắc được vậy đó, hy vọng là vậy. See, đó là cái đời này. I'm talking about real Bible hope. Tôi đang nói đến cái niềm hy vọng đức tích thực dựa trên Kinh Thánh. The kind you find the Apostle Paul talking about in Philippians chapter 1. Đây là chính là cái điều mà sứ đồ Phaolô ông đã nói ở trong sách Philip chương số 1. So let's look at that. Philippians chapter 1, verse 19 and the first part of 20. Bây giờ chúng ta xem Philip chương số 1, câu số 19 và phần đầu của câu 20. Vì tôi biết rằng nhờ sự cầu nguyện của anh em và nhờ thánh linh của Đức Chúa Giêsu Christ giúp đỡ, thì điều này sẽ đem lại sự cứu rỗi cho tôi. Điều tôi mong mỏi và hy vọng là sẽ không bị hổ thẹn về điều gì cả, nhưng thưa lòng can đảm. Now the first part of verse 20 says, according to my earnest expectation and hope. Ở đây trong câu đầu câu 20 nó điều mà tôi mong mỏi hay là hy vọng và hy vọng và sẽ không bị hổ thẹn. Earnest expectation and hope is coming from two Greek words. Cái chữ mà mong mỏi và hy vọng ở từ đây á, trong tiếng Hy Lạp á, là hai cái chữ khác nhau chứ không phải là một chữ. And both of those Greek words can accurately be translated as hope. Câu 20 đó. Và cả hai cái từ ngữ này á, đều có những lúc được dịch là hy vọng cả. I believe Paul put those two words together for emphasis. Tôi tin là sứ đồ Phaolô ông đặt hai cái chữ này kế nhau để nhằm mục đích để nhấn mạnh ở tại đây. Because if you study these two words, bởi vì nếu anh chị nghiên cứu về hai cái từ này, you'll find that they mean a confident expectation. Đang nói đến một sự mong đợi đầy lòng tin quyết. A joyful anticipation of good. Có nghĩa là một cái sự vui mừng về việc mình nhận biết mình dự phần hưởng được những điều tốt đẹp. Eagerly longing. Có nghĩa là một cái sự mong mỏi, một sự trông mong, kỳ vọng, mong đợi. They refer to an expectation that's so strong it absorbs all of your attention. Cái điều này nó mang nghĩa là mình mong đợi, mình kỳ vọng nên mình rất là quan tâm, rất là chú ý đến cái điều đó. And if you know how to live by faith, you've experienced this kind of hope. Nếu mà anh chị em biết sống bởi đức tin là thế nào thì anh chị em cũng kinh nghiệm cái sự mong đợi, sự kỳ vọng, sự gọi là trông mong theo như cái cách Kinh Thánh miêu tả tại đây. For example, maybe you've been sick. Ví dụ như anh chị em trước đây bị bệnh chẳng hạn. And you set your hope on Isaiah 53 verses 4 and 5. Và bây giờ anh chị em đặt cái niềm hy vọng của anh chị em dựa trên lời của Chúa được ghi lại trong Ê-sai 53 câu 4 và câu 5. Surely he has borne our sicknesses and carried our pain and by his stripes we are healed. Thật ngài đã mang lấy sự đau ốm của chúng ta, đã gánh lấy tất cả mọi bệnh tật của chúng ta mà chúng ta tưởng ngài bị Đức Chúa Trời đánh đập làm cho khốn khổ đó. And you began to think, say and meditate on that scripture and other healing scriptures. Chúng ta bắt đầu suy gẫm và công bố những cái hai câu Kinh Thánh này, và bên cạnh đó chúng ta cũng suy gẫm và công bố những câu Kinh Thánh khác liên quan sự chữa lành. Eventually you built an inner image of yourself healed. Và bất chợt như vậy anh chị bắt đầu xây dựng một cái bức tranh về chính bản thân của mình. Anh chị hình dung ra mình là con người hoàn toàn được chữa lành, mình hình dung ra được điều đó. As that inner image grew more crisp and clear. Và rồi cái bức tranh đó nó được hình thành ở trong suy tưởng chúng ta một cách rõ ràng hơn, một cách gọi là nó sáng sủa hơn. You began to expect, you began to hope. Và bây giờ mình bắt đầu mong đợi, mình bắt đầu có hy vọng dựa trên Kinh Thánh. For that image to become an external reality. Để rồi cái bức tranh mà mình nhìn thấy được ở bên trong tâm khải của mình nó trở thành hiện thực trong đời sống của mình. And eventually your faith grew and produced a harvest. Và bây giờ bất chợt như vậy đức tin mình bắt đầu tăng trưởng lên và nó sản sinh ra kết quả. Your faith put substance to that internal image. Có nghĩa là đức tin chúng ta cung ứng cái thực chất ở trong hay là cái bằng chứng đích thực hay là thực chất ở cho cái hình ảnh mà chúng ta đang tưởng tượng ra, đang hình dung ra. And it turned it into an external reality. Và cái điều đó nó biến cái điều đó thành một cái sự biểu lộ ra bên ngoài, thành thực tế, thực tại trong cuộc sống chúng ta, bên ngoài cuộc sống. What you did was activate the process described in Hebrews 11:1. Và cái điều ở trên làm đó thật ra là thực hiện đúng cái tiến trình mà được miêu tả ở trong Hebrews chương số 11, câu số 1. Now faith is the substance of things hoped for. Đức
chi là thực chất của những điều mà chúng ta đang hy vọng. The evidence of things not seen. Là bằng chứng của những điều mà chúng ta vẫn chưa xem thấy. The word sown into your heart plants faith. Cái lời Chúa được gieo trong tấm lòng chúng ta đó là khiến cho đức tin được gieo trồng bên trong chúng ta. Faith then grows and matures while hope keeps it focused. Và đức tin bắt đầu tăng trưởng và lớn lên chúng ta, trong khi đó nhờ có niềm hy vọng nó giúp cho đức tin ta có sự tập trung vào đó. Hope keeps your faith directed until it's ready to be harvested. Và niềm hy vọng giúp cho đức tin ta có định hướng cho đến khi cái điều đó được sản sinh ra thành cái thực tại trong đời sống chúng ta. Now this spiritual process works the same way every time. Và đây là cái quá trình về phương diện thuộc linh, nó luôn luôn giống như vậy trong mọi trường hợp. Hope forms the image. Cái là niềm hy vọng nó hình thành nên cái bức tranh hay là cái hình ảnh ra. And then faith grows up and gives substance to that image. Và bây giờ đức tin được tăng trưởng, được dấy lên để cung ứng cái thực chất cho cái bức tranh đó thành, hay là biến cái bức tranh đó thành hiện thực. Now I said all of that to ask you this question. Tôi đưa ra cái vấn đề như vậy để cuối cùng tôi muốn đặt cho anh chị một câu hỏi. I gave you a little mini lesson on hope and faith. Tôi cung cấp cho anh chị em một cái bài học hay là một số bài học liên quan đến cái mối liên hệ giữa đức tin và niềm hy vọng ở tại đây. To ask you this question. Để rồi đặt ra, cuối cùng đặt ra cho anh chị em cái câu hỏi. In light of all that God has promised us in His Word. Liên quan đến những điều mà Chúa đã hứa ban chúng ta dựa trên lời của Chúa trong Kinh Thánh. What are you and I to be expecting? Thì anh chị em và tôi đang mong đợi cái gì đấy? What should we be hoping for? Anh chị em cần phải hy vọng cho cái điều gì đấy? What inner image should be so consuming that it's almost all we can see? Cái bức tranh nào mà nó trở nên nó cứ ở trong tâm khảm, trong tư tưởng chúng ta đến nỗi mà chúng ta khao khát, chúng ta trông mong để nó phải thành hiện thực. Healing is great. Ví dụ như sự chữa lành là điều rất tuyệt vời. Financial supply, well that's wonderful. Và sự cung ứng về tài chính cũng là điều rất là quý giá, rất tuyệt vời. But could it be that God has something even more important? Nhưng mà liệu Đức Chúa Trời có cung ứng ta những điều khác còn lớn lao hơn nữa, còn quan trọng hơn chỉ đơn thuần là chữa lành và cung ứng tài chính hay không? Something He wants us to fix our hope on. Có một cái số điều mà Chúa muốn chúng ta đặt để cái lòng hy vọng chúng ta, kỳ vọng chúng ta đặt nơi nó. I believe He does. Tôi tin là có cái điều đó đó. And I think we can find it in Romans chapter 5. Tôi tin là chúng ta tìm thấy được đó trong Roma chương số 5. Romans 5, and we're going to read verses 1 and 2. Roma chương 5, chúng ta xem từ câu 1 và câu 2. Vậy khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận bởi Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nhờ Ngài, chúng ta bởi đức tin được bước vào trong ân điển này, là ân điển mà nhờ đó chúng ta đang đứng vững và vui mừng với hy vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời. Now, let's read that last part again. Chúng ta cần phải đọc lại cái phần cuối câu này. It says we're going to rejoice in the hope of the glory of God. Và cái đó là chúng ta sẽ vui mừng với hy vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời. Or rejoice in the expectation of the glory of God. Đây nói là chúng ta sẽ vui mừng với một cái sự kỳ vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời. So we're to expect the glory. Nên chúng ta cần phải kỳ vọng, cần mong đợi cái vinh quang của Chúa. We're to hope for the glory. Phải có đầy hy vọng về vinh quang của Chúa. Not just the healing. Nó không chỉ đơn thuần là chữa lành mà thôi. Not just the financial prosperity. Nó không chỉ là sự thịnh vượng về tài chính mà thôi. We're to expect the glory. Chúng ta cần phải mong đợi, phải kỳ vọng về vinh quang của Chúa. See, if you're hoping for the glory, nếu là sự hy vọng, kỳ vọng của anh chị em nơi vinh quang của Chúa, you're raising your spiritual goals to a higher level. Anh chị em đưa ra cái mục tiêu thuộc linh của anh chị em cao hơn là cái mức, là cái mục tiêu trước đây của mình đã có. Higher than just your own healing. Cao hơn là chỉ là đơn thuần là được nhận chữa lành cho mang tính cá nhân của mình mà thôi. Higher than just your own finances. Cái cao hơn là chỉ đơn thuần nhận lấy sự chu cấp về tài chính cho chính mình mà thôi. And why is that important? Và tại sao điều này là quan trọng? Because it's not just about you. Bởi vì cái sự tập trung chính yếu đó không phải là vào bản thân anh chị em. It's about the billions of people living in the world today that are lost. Nhưng mà tập trung vào cái hàng tỷ người khắp nơi thế giới ngày nay vẫn còn đang sống một sự hư mất. They're dying and on their way to hell. Họ đang chết mất và họ đang trên đường đến hồ lửa.
When we expect the glory, Nhưng mà khi chúng ta mong đợi vinh quang như vậy, we'll then be doing more of the works of thì chúng Jesus. ta sẽ tấn tới cho việc làm nhiều công tác mà Chúa Giêsu giao chúng ta nhiều hơn. We'll be living like who we really are. Chúng ta sống thực chất với con người mà chúng ta thực sự là Chúa tạo dựng nên. We are joint heirs with Jesus Chúng ta là người đồng thừa kế với Đấng Christ. But now what does it mean when we say glory? Nhưng mà cái ý chúng ta là gì khi chúng ta nói về vinh quang? See, it's one of those words that's kind of hard to put into words. Bởi vì cái từ ngữ này thật ra mà nếu mà diễn tả bằng lời cũng khó, nó không dễ đâu. But God gives us glimpses of it all through the Bible. Nhưng mà Chúa cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về cái ý nghĩa của từ ngữ này xuyên suốt Kinh Thánh. The first time glory is mentioned is in the book of Genesis. Lần đầu tiên mà từ ngữ vinh quang này được đề cập đến là trong sách Sáng Thế Ký. And it's referring to the wealth of God. Đang nói đến cái sự giàu của cải của Đức Chúa Trời. So according to the law of first reference, God's glory includes his wealth. Thật ra đó, liên quan cái luật cái Kinh Thánh luật đề cập đầu tiên đó, thì cái từ ngữ vinh quang này đó, nó cũng có bao gồm luôn cái ý nghĩa nói về sự giàu có hay là của cải của Đức Chúa Trời. Now Philippians 4:19 confirms this idea. Và rồi trong Philip đoạn số 4 câu số 19 thì xác nhận lại cái ý tưởng đó là đúng. And my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Philip đoạn 4 câu 19 là Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung ứng đầy đủ mọi nhu cầu của anh chị em ý theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Có liên quan đến sự giàu có và vinh quang nó liên kết với nhau. So God's glory must include his wealth. Thành ra là vinh quang của Chúa nó có liên hệ đến sự giàu có hay là của cải tại đây. But it's so much more than that. Nhưng mà rõ ràng nó còn nhiều hơn thế nữa. The Holman Bible Dictionary defines the glory of God this way. Từ điển Kinh Thánh Holman đó thì định nghĩa về vinh quang của trời theo như thế này đây. The weighty importance and shining majesty that accompanies God's presence. Đây nói về tầm quan trọng, nó cái sức nặng và sự oai nghi của Chúa sáng lòa ra đi kèm theo sự hiển diện của Ngài. The word glory literally means heavyweight. Thành ra cái đĩa đen của từ ngữ vinh quang từ đây đang nói luôn cái sức nặng đè lên. And it's been defined as heavy laden with everything that is good. Và ở đây đang nói, đang được định nghĩa với lại sức nặng này, nó đi chất chứa với tất cả mọi điều tốt đẹp, nó được đem đến, nó đầy sức nặng. Nặng vì nó quá tốt đi, nó quá tuyệt vời đi, nên được đem đến với đầy sức nặng đó. So God is heavy with every good thing you could ever want or need. Thật ra Chúa là có một cái sức nặng như vậy, chất chứa với tất cả mọi điều tốt đẹp mà có bao gồm tất cả những gì mà anh chị em có cần. He's so heavy with healing. Ngài có một sức nặng rất là lớn với tất cả những sự chữa lành mà anh chị em có cần. If every person alive believe God for healing at the same time. Cho dù có bao nhiêu người cùng một lúc đang cần nhận sự chữa lành thì sự vinh quang của Chúa đều cung ứng được đầy đủ tất cả chứ không có thiếu cho một người nào cả. Nobody would have to wait because God got tired or he ran out of power. Không có ai cần phải chờ tới phi của mình bởi vì Chúa mệt quá rồi hay là giờ hết giờ rồi nên là ngày mai có mấy suất cho mấy người cần. Không có, luôn luôn có đầy đủ cho tất cả mọi người cùng một lúc. No, he's heavy with everything that's good. Bởi vì Ngài luôn luôn chất đầy sức nặng với tất cả mọi điều tốt lành để cung ứng cho tất cả mọi người. Good things come from God, bad things come from the devil. Điều tốt luôn luôn đến từ Chúa, còn điều tai hại luôn luôn đến từ ma quỷ. The good things are coming from his glory. Nhớ là sự tốt lành nó đến từ vinh quang của Chúa. But still, what is this glory? Nhưng mà anh chị vẫn đặt ra câu hỏi, ô vậy chứ vinh quang là cái gì? In the book of Exodus, ở trong sách Xuất Ai Cập Ký, God's glory could be seen going before the children of Israel as a pillar of fire by night. Thì vinh quang của Chúa có thể được miêu tả như là ban đêm như vậy, thì có trụ lửa của Chúa đó đi trước dân Israel để soi đường cho dân Israel. And a cloud of covering by day. Và ban ngày như vậy có trụ mây để che phủ cho dân Israel vào ban ngày. Habakkuk saw God's glory. Và Habakkuk ông cũng này được Chúa bày tỏ về vinh quang của Chúa. And he described it as lightning-like shafts of splendor that stream from God's hands. Và Habakkuk ông nói về giống như là chớp nó chiếu sáng lóe ra từ chính bàn tay của Ngài là chói lòa ra chớp nhoáng. So it's powerful and shiny. Nên nói về vinh quang của Chúa đầy quyền năng và đầy sáng, đầy sự sáng trong đó.
When Ezekiel saw God in his glory, Còn khi mà Ezechiel mà nhìn thấy Chúa trong vinh quang của Ngài, he said that God was on fire from the loins up. Thì từ cái bụng phần bụng của Chúa đó trở lên nó đầy lửa. And that he was on fire from the loins down. Và cũng là đầy lửa từ cái bụng phần phần thân dưới là xuống dưới đầy lửa luôn. He had a belt on, evidently. Thì có nghĩa là chú có cái đai lưng của ngài đúng không? Từ đai lưng trở lên là đầy lửa, từ đai lưng trở xuống đầy lửa luôn, nói chung là đầy lửa. That's what Ezekiel saw. Đó là điều mà Ezechiel ông nhìn thấy. So the fire of God is called the glory. Nên lửa của Chúa cũng được gọi là vinh quang của Chúa. The wind of God is called the glory. Gió của Chúa, gió của Đức Chúa Trời cũng được gọi là vinh quang của Đức Chúa Trời. The vapor, the cloud, the smoke of God is called the glory. Rồi mây, rồi làn khói, rồi hơi thở của Chúa cũng được gọi là vinh quang của Đức Chúa Trời. The fullness of God is called the glory. Sự đầy tròn của Đức Chúa Trời cũng được gọi là vinh quang của Đức Chúa Trời. That's all the glory because the glory of God refers to the supernatural life and essence of God. Thành ra nó là bao gồm nói về vinh quang của Đức Chúa Trời, bởi vì vinh quang của Đức Chúa Trời đề cập đến sự sống siêu nhiên và nó nói về bản chất của Đức Chúa Trời. It's even been said that the glory is the very power that makes God God. Và có một cái định nghĩa khác là vinh quang của Đức Chúa Trời đó chính là quyền năng của Đức Chúa Trời, quyền năng để khiến Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. So it's still kind of hard to describe. Nên vẫn khó, cuối cùng vẫn khó để diễn tả. But at this point, somebody might be thinking, nhưng mà tới thời điểm này có một số người có thể nghĩ rằng, isn't that kind of glory reserved only for God? Vậy thì cái vinh quang đó chỉ dành riêng cho Chúa thôi sao? Chỉ có Chúa mới được vậy thôi sao? Not according to the Bible. Theo như Kinh Thánh thì không phải như vậy. In fact, Psalm chapter 8 verse 5 tells us. Thật ra trong Thi Thiên số 8 và số 5 thì lời Chúa cho chúng ta biết. That in the beginning man was crowned with that glory. Thì từ ban đầu như vậy Chúa đội cho con người mão miệng vinh quang. And so in the Garden of Eden, nên trong vườn Ê-đen, Adam and Eve were not walking around buck naked. Adam và Eva thật ra nó không phải đi khắp vườn Ê-đen rồi cái trần như nhộng không có mặc đồ, thật ra họ vẫn được bao trùm. At least not at the beginning. Từ ban đầu tôi đang nói từ lúc mà Chúa thổi khai thiên lập địa đó, lúc ban đầu đó. No, God had crowned them with the same fire and light that covers God himself. Nghĩa là Chúa đổ cho người mão miệng vinh quang và tôn trọng, có nghĩa là cùng cái lửa và cùng vinh quang mà chính Ngài có thì Chúa cũng là trang bị cho con người từ lúc ban đầu. So Adam and Eve were walking around like light. Nên khi mà Adam và Eva đi khắp vườn, khắp nơi đó, thì họ như là giống như lửa, giống như ánh sáng chiếu, họ được bắt lấy vinh quang của Chúa mà. They didn't need lights in the dark. Họ không cần ánh bóng đèn soi sáng họ, hay là cái đèn để soi sáng họ trong bóng tối, họ không cần. Tại vì họ chiếu sáng rồi, họ chiếu sáng vinh quang của Chúa mà. The scripture says God crowned them with his glory. Ở đây lời Chúa nói rằng là Chúa đổ cho họ mão miệng vinh quang. Well, to crown means to anoint. Cái chữ đội mão miệng ở từ đây giống như là sức dầu vậy anh chị em. So God put his hands on their heads. Có nghĩa là Chúa đặt tay của Ngài trên đầu của họ. And anointed them with his own presence and glory. Và Ngài sức dầu cho họ bởi chính sự vinh quang và cao trọng của Ngài. So they were not standing outside naked to the elements. Thành ra đó họ không phải là cứ trần như vọng rồi cứ đi vòng 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 hay là không có được mặc cái gì đâu, họ vẫn được mặc. They were surrounded and protected by a shimmering force field of power. Họ được Chúa Ngài mặc họ lấy, họ được bao trùm mà được mặc lấy một cái giống như là shining. Với lại cái khiên xung quanh họ đó, Chúa bao bọc họ với cái khiên chiếu sáng đầy vinh quang của Chúa. Now that glory was lost to mankind when Adam and Eve sinned. Và cái sự vinh quang đó bị đánh mất, bị hụt mất bởi con người khi mà Adam và Eva phạm tội. Most believers know that. Hầu hết các người tin Chúa đều biết rõ điều này. Then they were naked. Và lúc đó khi bị mất cái vinh quang như vậy thì lúc đó mới là trần truồng. And they hid from God. Và bắt đầu chạy trốn khỏi Chúa. And they got some fig leaves to cover themselves up. Và bắt đầu kiếm lấy lá cây vả bắt đầu che che đầy đầy. Khỏi để không có thấy trần truồng.
Now most people know about that. Hầu hết ai cũng đã đọc câu chuyện này, cũng biết nghe kể vậy mà. But what most people do not realize nhưng mà hầu hết các tín hữu là không có nhận ra is that access to this glory was restored when Jesus was resurrected. Thì cái vì chúng ta có thể nhận lấy vinh quang nó được phục hồi lại chúng ta khi mà Chúa Giêsu phục sinh lại từ cái chết. Look at Romans 6 and verse 4. Chúng ta cùng xem đi, Roma đoạn 6 câu 4. Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Lời Chúa nói câu 4 là bởi báp têm chúng ta được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thế nào, thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thế ấy. Now what does that last part mean? Bây giờ phần cuối câu số 4 này có ý nói gì đấy? Even so, we also should walk in newness of life. Ở đây nói rằng là ngay cả là chúng ta cũng được bước đi trong một cái sự mới của cuộc sống này. Ở trong tiếng Việt của mình là được sống trong đời mới thế ấy. In other words, by the same glory, we should walk in newness of life. Thấy nó cách khác này, nó là cũng giống như vậy của con vinh quang mà vinh quang đang nói đến vinh quang gì đây, vinh quang của Đức của Cha đó, thì chúng ta cũng được bước đi trong cái cung cái vinh quang đó, trong cái sự mới mẻ của cuộc sống. So according to the word of God, vậy thì ở theo lời của Chúa, you and I are supposed to be walking in the glory. Thì anh chị em và tôi đáng nhiên ra mình phải bước đi trong vinh quang. Now what does that look like? Phải bước đi trong vinh quang ra làm sao đấy? Does that mean we're going to walk around shining? Có nghĩa là chúng ta bước đi và chúng ta có sáng 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 chiếu sáng không? Someday maybe. Một ngày kia về với Chúa có thể chúng ta vừa đi vừa chiếu sáng ra có thể. When we're caught up into the air and meet Jesus. Khi chúng ta được cất lên gặp gỡ Chúa Giêsu tại không trung thì có thể chúng ta vừa đi vừa chiếu sáng có thể. Our bodies are going to be changed in the twinkling of an eye. Bởi vì lúc đó Kinh Thánh nói thân thể chúng ta được biến hóa trong nháy mắt. We're going to put on glorious bodies. Lúc đó chúng ta được mặc lấy thân thể đầy vinh quang. We're going to be shining. Thì lúc đó chúng ta sẽ chiếu sáng với thân thể đó. But what does that look like right now? Nhưng mà bây giờ cái mức độ hiện tại là thế nào? I think we can get a glimpse of it by looking at what happened to Peter in the book of Acts. Tôi có thể cho xem, tôi nghĩ là chúng ta có thể có nhìn thoáng qua về điều này khi chúng ta nhìn thấy về Phi-rơ ở trong sách Công vụ Các Sứ Đồ. Look at Acts 5 verse 15. Chúng ta xem trong Công vụ Các Sứ Đồ đoạn số 5 câu 15. It says, so they brought the sick out into the streets and laid them on beds and couches that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. Đến nỗi người ta đem những người bị bệnh ra ngoài đường phố và đặt nằm trên giường và chõng để khi Phi-rơ đi ngang qua, bóng của ông ít ra cũng ngã trên một vài bệnh nhân. So this implies that if sick people got close enough to Peter, they'd get healed. Đây cái ý của câu thánh này nói là nếu như người bệnh đó mà gần Phi-rơ đủ thì họ cũng như sẽ chữa lành luôn. Now I'm sure it was not Peter's shadow that was getting people healed. Tôi đảm bảo tôi chắc rằng là không phải là bởi vì cái bóng của Phi-rơ chữa lành cho mấy bệnh nhân đó đâu, không phải. I think it was the glory that was surrounding him. Tôi nghĩ là bởi vì vinh quang của Chúa đó bao bọc xung quanh Phi-rơ và những người đó gần ông á, họ cũng nhận lấy sự chữa lành qua cái sự biểu lộ của vinh quang đó. And maybe even some people could see it. Và thậm chí có những người họ thấy được điều đó, họ thấy được vinh quang Chúa biểu lộ ra qua ông. Brother Hagin used to see the cloud of glory. Mục sư Kenny Hagin đã từng thấy cái thường hay thấy cái đám mây vinh quang như vậy trong các buổi nhóm. I've seen glimpses of the cloud of glory a couple of times. Có vài lần như vậy tôi cũng có cái nhìn thoáng qua về đám mây vinh quang được được biểu lộ ra có vài lần. So maybe some of those people could see this glory cloud following Peter. Nên có thể có một số người vào thời đó họ nhận ra rằng là có cái đám mây vinh quang đó nó được đi cùng với lại Phi-rơ và bao quanh Phi-rơ lúc đó. Doesn't really matter if they could see it or not. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất không phải là họ có thấy được hay là không thấy được. What matters is they believed if they could get close enough to Peter, they could get healed. Nhưng mà cái điều quan trọng là họ tin là chỉ cần gần Phi-rơ đủ thôi đó là họ những bệnh nhân có thể được chữa lành. Why? Tại sao? Because it was happening. Bởi vì điều đó đã từng xảy ra rồi. And because Peter had that anointing on him.
Và bởi vì cớ Phi-rô có sự sức giàu đó trên đời sống của ông. Now we also know that they would take handkerchiefs from Paul and give them to the sick people and they would be healed that way. Và dựa trên sách Công vụ của sứ đồ, chúng ta cũng biết rằng người ta từng lấy khăn tay của Phaolô rồi người ta đặt cái khăn tay của Phaolô trên những người bệnh và những người bị quỷ áp chế thì bệnh liền chữa lành, quỷ ra khỏi những người đó. Nobody could see what was on that piece of cloth. Thì không có ai có thể thấy rõ là cái gì đó đã có ở trong chiếc khăn tay đó. What was it? Cái đó là cái gì? It was the anointing. Đó là sự sức dầu. Well, okay, but isn't that the glory? Nhưng mà đó có phải là vinh quang không? Yeah. Đó là vinh quang. That's one of the definitions of glory. Đó là một định nghĩa về vinh quang, đó liên quan sự sức giàu. And see, that's what God would hope in you and me to expect. Nên đây là cái điều mà Chúa đặt để cái niềm hy vọng này cho chúng ta để rồi chúng ta có thể mong đợi, chúng ta có thể kỳ vọng điều này. We're to expect the glory, not just the healing. Chúng ta cần phải có sự kỳ vọng, có sự mong đợi về cái về vinh quang của Chúa không chỉ liên quan sự chữa lành mà thôi. We're to expect the glory, not just financial increase. Chúng ta cần phải mong đợi vinh quang của Chúa không chỉ đơn thuần dừng lại chỗ là được cung ứng về tài chính mà thôi. See, those things are good and they're available to us. Tất cả điều đó là tốt và được Chúa sẵn ban cung ứng cho chúng ta. But God wants us to lift our expectations higher than that. Nhưng mà Chúa muốn nâng tầm chúng ta để rồi chúng ta kỳ vọng, chúng ta mong đợi trông mong còn nhiều hơn thế nữa. He wants us to expect the glory. Chúa muốn chúng ta mong đợi kỳ vọng vinh quang của Chúa. And rejoice in the hope of the glory of God. Và đầy niềm vui mừng ở trong sự hy vọng về vinh quang của Chúa. There's people all around us that need God's presence. Có rất nhiều người xung quanh chúng ta, họ rất là cần sự hiện diện của chính Chúa. They need to be touched by the glory of God. Họ cần sự tác động của vinh quang của Chúa trên đời sống họ. It's not just about you and me being blessed, it's about the harvest. Vấn đề không phải là để cho anh chị và tôi được phước mà thôi, nhưng mà vấn đề tập trung là cần phải có chuẩn bị điều đó trong mùa gặt. And if we'll go ahead and expect the glory, nên chúng ta cần phải tiến lên và chúng ta cần phải mong đợi vinh quang. Build our faith for the presence of God like that. Chúng ta phải xây dựng đức tin chúng ta để chúng ta có đức tin để mong đợi vinh quang Chúa biểu lộ. We'll have all the rest of that. Và khi vinh quang Chúa biểu lộ rồi, chúng ta sẽ có tất cả những điều còn lại mà chúng ta mong muốn. Because there's healing in the glory. Bởi vì có sự chữa lành trong vinh quang của Chúa. There's prosperity in the glory. Có sự thịnh vượng trong vinh quang của Chúa. Beyond what you could ever ask or think is found in the glory of God. Vượt khỏi những gì anh chị em cầu xin và suy tưởng có thể tìm thấy được trong vinh quang của Chúa. It's heavy with everything that is good. Bởi vì vinh quang của Chúa là được sức nặng chứa đựng với tất cả mọi điều tốt đẹp đến từ Đức Chúa Trời. And the glory of God is not just way off in heaven somewhere. Và Chúa không chỉ là ban chúng ta những điều tốt đẹp để rồi Chúa không chỉ ban chúng ta cái con đường để chúng ta được tiến thân để lên thiên đàng mà thôi. Yes, it is in heaven. Tất nhiên là lên thiên đàng cũng sẽ được hưởng vinh quang của Chúa chắc chắn rồi. But it's also inside of you. Nhưng vinh quang của Chúa cũng ở trong anh chị em nữa mà. Nhưng mà, well, how can that be? Anh chị em nói là làm sao điều đó xảy ra được? Well, it's a mystery that Paul talks about in Colossians chapter 1. Đây cũng là điều mâu nhiệm mà sứ đồ Phaolô từng nói ở trong Cô-lô-se chương số 1. It's a mystery. Phaolô gọi đó là điều sự mâu nhiệm. Colossians 1 verses 26 and 27. Trong Cô-lô-se chương số 1 câu số 26 và 27 xin chiếu lần. Tức là sự mâu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ được giải bày cho các thánh đồ của Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn họ bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mâu nhiệm này giữa dân ngoại như thế nào. Ấy là Đấng Christ ở trong anh em là niềm hy vọng vinh quang. Which is Christ in you, the hope of glory. Đấng Christ ở trong anh chị em là niềm hy vọng vinh quang. Now, do you realize what this is saying? Anh chị có nhận ra điều mà sứ đồ Phaolô đang nói là gì không? It's saying that the very glory and power of God that raised Jesus from the dead. Chúng ta thấy được rằng là cũng một cái sự vinh quang và quyền năng Đức Trời đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cái chết thế nào? Is living in you right now. Thì cũng là cái điều đang sống ở trong anh chị em thể ấy ngay bây giờ. The glory of God is in you. Vinh quang của Đức Trời đang ở trong anh chị em. The life of God is in you. Sự sống của Đức Trời đang ở trong anh chị em. Jesus even said the kingdom of God is within you. Và ngay cả Chúa Giêsu cũng từng phán là chính vương quốc của Trời đang ở trong các người. All of that was put in you when you were born again. Tất cả những điều đó được đặt để ở trong anh chị em khi anh chị em được tái sanh.
And it should be flowing out of you to the lost and dying right now. Và điều đó đáng lý ra cần phải được tuôn chảy qua anh chị em để vươn ra và tác động đến thế giới hư mất đang sống xung quanh anh chị em. And it is to a degree. Và đến mức độ. Why isn't it happening more? Nó đã có một cái mức độ rồi, nhưng mà lý do vì sao nó không nó vẫn chưa nó đáy ra vẫn còn ở mức độ cao hơn nữa. Now there's several factors involved. Có một số cái yếu tố nó liên quan đến điều này. And later on we'll look at another key called obedience. Giống như chúng ta đã nói với nhau về chìa khóa là mình phải vâng lời, thì bây giờ chúng ta sẽ nói thêm một chút liên quan sự vâng lời. That's an important factor. Đây là cái yếu tố rất là quan trọng. But first of all, we're going to look at we've never really developed an expectancy for it. Nhưng mà cái vấn đề trước khi chúng ta nói về sự vâng lời ở đây thì chúng ta sẽ bàn đến việc là thật ra trước tới giờ chúng ta vẫn chưa có phát huy được cái niềm sự kỳ vọng, sự mong đợi của chúng ta đúng mức. We've never really developed that inner image of seeing that glory flowing out of us. Chúng ta vẫn chưa có cái bức tranh mà hình dung ra để hình dung ra vinh quang của Chúa tuôn tràn, bày tỏ qua đời sống chúng ta là như thế nào. Oh, we've talked about it. Chúng ta có nói về chuyện này trước đây. We said yes, amen. The glory of God's going to cover the earth like the waters cover the sea. Thì chúng ta cũng đã từng nói là, dạ vâng, amen. Thì sự nhận biết vinh quang của Chúa sẽ đầy tràn khắp đất này, nước đầy tràn biển thế nào thì cũng vinh quang của Chúa đầy tràn khắp đất này thấy. But I think we've had the idea that glory would only come when God decides to open up the heavens and pour it out. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái ý tưởng về vinh quang thì chỉ khi nào mà Chúa quyết định rằng là Ngài sẽ mở cái cửa sổ trên trời và tuôn đổ xuống sự vinh quang của Chúa từ trời chứ mà. Now that is going to happen. Tất nhiên điều đó sẽ xảy ra, đó điều chắc chắn rồi. As we pray in faith and believe God to pour out of His Spirit. Khi chúng ta cầu nguyện và tin cậy Chúa vì Ngài tuôn đổ Thánh Linh của Ngài đến như mưa cuối mùa thì chắc chắn điều đó Chúa sẽ đáp lời. That is revival and we're believing for it. Và đó là sự phấn hưng mà chúng ta tin về điều đó và Chúa sẽ ban cho. But there's more to it. Nhưng mà còn hơn thế nữa. As we've already seen, the glory of God is also within us. Thì chúng ta cũng thấy được dựa trên lời của Chúa về vinh quang của Chúa cũng là điều đang ở bên trong chúng ta nữa. So this anointing for revival. Thành ra có sự sức dầu cho sự phấn hưng. This glory that God's wanting the earth to be full of. Và đây là cái sự là mức vinh quang mà Chúa mong muốn là cả thế giới này đầy dẫy điều đó. It's going to come from two places. Và nó đến từ hai cái nơi. God's going to pour out of His Spirit from heaven. Đầu tiên là Chúa tuôn đổ Thánh Linh của Ngài từ trời tuôn đổ xuống. If we ask Him to. Nếu chúng ta cầu xin Ngài cho điều đó. If we contend for it. Nếu chúng ta luôn luôn gọi là phấn đấu để cầu nguyện để nhận được điều đó. If we have a confident expectation that that's what's going to happen. Nếu chúng ta có lòng tin quyết trong đời một cách tin quyết về cái điều đó thì chắc chắn sẽ có sự tuôn đổ Thánh Linh của Ngài đến trên đất này. God's going to pour out of His Spirit from heaven. Chúa sẽ tuôn đổ Thánh Linh của Ngài từ trời đến trên đất này. But at the same time, nhưng mà cũng cùng một lúc như vậy, He's expecting all of us to release what's in us. Chúa cũng mong đợi chúng ta cần phải khai phóng những điều mà Chúa đã đặt để ở bên trong chúng ta nè. Scripture says we're to have rivers of living water flowing out of our innermost being. Chúa Giêsu từng nói là ai tin ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn chảy từ trong lòng của người đó ra. Well, what's that talking about? Chúa Giêsu đang nói cái gì liên quan những dòng sông sự sống tuôn chảy trong lòng đấy? That's the glory. Đó là vinh quang đó anh chị em. That's the anointing. Đó là sự sức dầu đó anh chị em. God's wanting it coming from two places. Chúa muốn cái điều đó được đến từ hai cái nơi. It's similar to what He did during the flood in Noah's day. Thì cũng giống như trong thời Noe đó, đại hồng thủy xảy ra thì nó cũng đến từ hai nơi. In fact, the New Testament draws a parallel to that. Và thật ra thì trong Tân Ước á, Chúa cũng cho chúng ta cái nhìn nó cũng tương tự như vậy. I don't remember the chapter and verse, but it goes like this. Tôi không nhớ cái đoạn nào, chương nào ở trong Kinh Thánh, nhưng mà cái tôi sẽ trích ra cho anh chị em luôn. It's in Matthew 24. Matthew 24. What verse I don't know. Tôi cũng quên mất câu nào rồi. But as it is, I had it now. Noah's day. In Noah's day, so it shall also be when with the coming of the Son of Man. Thì là Chúa nói rằng là verse 38, nói rằng là 37, như trong thời Noe, trong những ngày của Noe thế nào thì lúc con người đến cũng thể ấy. Đó là Matthew 24 câu số 37.
So how was it in Noah's day? I mean, cái thời Noah hay là những ngày của Noah nó ra làm sao? Well, a flood came. Thì chúng ta thấy rằng là đúng là có đại hồng thủy xảy ra. And it came from two places. Và đại hồng thủy đó đến là từ hai nơi. The heavens opened up and it rained and rained and rained. Từ trời mưa đổ xuống xối xả, cái mưa. And the fountains of the deep were opened and it came from within. Và rồi cái vực sâu đó, nó bắt đầu bung ra và bắt đầu nước bắt đầu gọi là gì, tung lên, bắn lên và cứ dâng lên. Well, the same thing's going to happen now at the end of this age. Thì cuộc điều đó cũng sẽ xảy ra trong thời chúng ta ngày nay khi chúng ta sống vào cuối các thời đại. And this is going to manifest when we build our hope. Và đây là cái điều sẽ biểu lộ ra, hiển lộ ra khi chúng ta cứ vun đắp cái niềm hy vọng của chúng ta. When we actually develop a confident expectation Khi for it. mà chúng ta cứ xây dựng cái niềm hy vọng đầy lòng tin quý chúng ta để chúng ta kinh nghiệm điều đó. Then faith is going to grow up and release the glory from the inside of us. Và bây giờ đức tin bắt đầu được dấy lên để khai phóng ra sự vinh quang của Chúa đang được chất chứa bên trong chúng ta. And God's going to pour out glory from heaven. Và về phần Chúa, Ngài sẽ tuôn đổ vinh quang của Ngài từ thiên đàng xuống. This is going to happen when we give faith something to make substance of. Điều này sẽ xảy ra khi chúng ta có thêm đức tin để cung cấp cái thực chất cho cái điều này, để chúng ta thấy được cái viễn cảnh nó thành hiện thực. We need to hope. Chúng ta cần phải có hy vọng. We need to expect the glory. Chúng ta cần phải có sự kỳ vọng về vinh quang của Chúa. Hallelujah. Hallelujah. I've preached myself happy. Tôi giảng thôi tôi cũng thấy vui rồi đó. Because a lot of what I just said, it's not in my notes. Bởi vì có rất là nhiều điều mà tôi đang nói với anh chị em nó không có nằm trong dàn ý của tôi. Some of it was. Có một số thì nó nằm trong dàn ý của tôi. See, God's really stirring things up about this. Ồ, Chúa đang khuấy động lòng chúng ta để chúng ta có sự trông đợi kỳ vọng vào điều này. Because we're coming to the point where this must take place. Bởi vì chúng ta cần phải tiến đến cái chỗ là cái điều này phải xảy ra như vậy. The harvest has got to come in. Mùa gặt cuối cùng phải xảy ra trên đất này. That's what our Father God is waiting for. Đức của trời là cha chúng ta, Ngài như luôn nông dân vĩ đại, Ngài đang trông đợi, kiên nhẫn trông đợi cho điều này. I can just see Jesus seated at the right hand of the Father. Tôi giống như tôi hình dung là Chúa Giêsu đang ngồi bên phải Đức của Cha. And the scripture says only the Father knows the day. Và Kinh Thánh nói rằng chỉ có Cha mới biết cái ngày chính xác là ngày nào thôi. And I can see Jesus going, is it today? Tôi hình dung Chúa Giêsu hỏi Đức Cha, Cha ơi, có phải ngày hôm nay không Cha? I'd like to go today. Con có cần quay lại ngày hôm nay chưa Cha? And then the father has said, no, they haven't done it yet. Đức Cha mới nói chưa con, chuyện chưa xong, con cứ ngồi đó đi. Don't you know they haven't brought the harvest in yet? Con có biết được rằng sẽ đến một lúc phải có mùa gặt, phải thu hoạch cho xong rồi thì con mới quay lại, ví dụ như vậy. Well, how are we going to bring in this huge harvest? Bây giờ làm thế nào chúng ta có thể thu hoạch một cái mùa gặt lớn bội thu như vậy đấy? By the glory of God. Nhờ vinh quang của Đức Trời chúng ta làm được điều đó. By that power. Nhờ quyền năng lớn lao của Chúa như vậy. By that anointing. Và nhờ bởi sự sức dầu của Chúa như vậy. By the fire of God. Nhờ lửa của Đức Trời. The wind of the Holy Spirit. Nhờ gió của Đức Thánh Linh. See, all of that is the glory of God. Tất cả điều đó đều là miêu tả về vinh quang của Đức Trời. It's the presence of God in manifestation. Đó là sự hiển diện của Chúa được hiển lộ ra. And now we can start looking at obedience, but I think this is a good place to stop. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bàn đến sự vâng lời, nhưng mà trước khi chúng ta nói vâng lời thì đây là cái chỗ rất là tốt để nghỉ giải lao. We'll take a break and then come back. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại và nói về vâng lời.